Hello, lại là bộ trí vui nhiều chuyện đó các bạn Hôm nay mình uh, sẽ chia sẻ với các bạn uh, qua câu hỏi của bạn này ha Bây giờ mình đọc câu hỏi của bạn này Rồi chúng ta sẽ cùng thảo luận ha các bạn ha Chờ mình chút lấy mất cái bạn Già cả rồi À, xin chào anh vui chúc anh sức khỏe bình an nhé rất là cảm ơn bạn ha à, anh có thể cho em à, bình luận được bnl mình không biết bnl là gì à, mình nghĩ là bình luận <laughs> anh có thể cho em một bnl được không ạ à? con em đang học 12 bé đang phân dân không biết nên đi du học nghề đức hay xuất khẩu lao động nhật hay nên học đại học ở việt nam và ngành nghề nào mới tốt cho cuộc sống hiện nay vì bé là con gái mong anh trả lời em rất cảm ơn rồi đó là câu hỏi của bạn ấy ha trong này có ba ý là bạn ấy hỏi là bây giờ là nên đi du học nghề đức hay là đi xuất khẩu lao động nhật hay là học đại học ở Việt Nam và ngành nghề nào mới tốt cho cuộc sống hiện nay thì uh, nếu các bạn nào có những thắc mắc mà uh, muốn nhờ mình uh, đưa ra ý kiến đó, thì mình xin thật 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 lòng là rất là cảm ơn các bạn đã có cái niềm tin đặt cái niềm tin vào vào những kinh nghiệm sống của mình để chia sẻ ha nhưng mà mình nói thật sự mình cũng chỉ biết cái gì mình chia sẻ cái đó thôi mình không phải là nhà tâm lý học cũng không phải là nhà giáo dục học gì hết trơn mình chỉ sống cuộc sống mình thì mình thấy cái nào mà chúng ta nên làm tốt nhất cho tương lai của chúng ta trong cái hiểu biết của mình thôi thì bây giờ trong mình trả lời cho bạn này luôn bây giờ nè mà mình nghĩ các bạn phụ huynh và các em á, chuẩn bị tốt nghiệp phổ thông trung học ở Việt Nam á, là cũng đang phân vân khi có quá nhiều hướng để lựa chọn như ba cái hướng này là một hướng là uh, đó mình không nhắc lại nữa để tiết kiệm thời gian thì bây giờ mình nói cái tốt nhất cái hướng mà bạn nói đầu tiên á, là du học ngày Đức là cái hướng tốt đẹp nhất hiện tại bởi vì từ xưa tới giờ nước Đức không bao giờ mở cửa đào tạo cho người nước ngoài mà trong đó có người Việt Nam mình không bao giờ chỉ có thời Đông Đức là có có đào tạo còn khi đông và tây đức sắp nhập nước đức không bao giờ đào tạo nghề chỉ cho học đại học thôi các bạn bây giờ nước đức cho học nghề cấp lương học nghề học có lương nha tức là cha mẹ sẽ không phải tốn một chi phí đồng nào cho cái việc học nghề của con tại đức chỉ trừ cái chi phí ban đầu là học tiếng đức và nhờ trung tâm tư vấn tìm hợp đồng đào tạo nghề tại đức còn nếu bạn tự tìm được thì khỏi luôn một trong trung tâm tư vấn họ sẽ lấy bạn từ 7 tới 8 ngàn euro cho cái việc mà tìm hợp đồng đào tạo ha. Thì mình để lại những đường link mà các bạn ấy cũng tự tự tìm hợp đồng đào tạo để các bạn có thể uh, tham khảo ha. Mà muốn tìm cái đó chúng ta phải mất rất nhiều thời gian và chúng ta phải giỏi tiếng Đức. đó Mà nếu bạn nào có cái người nhà ở bên Đức mà tự tìm hợp đồng cho các bạn gửi về các bạn thì càng tốt ha. <laughs> đó thì có một bạn cũng uh, nói là lát mình tìm lại cái comment đó là bạn ấy nói là con qua đây á con chỉ tốn 26 triệu thôi đó nhưng mà người nhà ở bên này cũng tìm hợp đồng cho con thì con cũng phải nỗ lực tự mình rất nỗ lực rất là nhiều rất là nhiều mới làm được cái điều đó ha thì các bạn phải suy nghĩ ha à, thì người ta lấy bảy tám ngàn euro bởi vì là cái công người ta cũng cực quá mà <laughs> Với lại là thị trường bây giờ đó Chưa có nhiều công ty hay gì đó Mình không biết Nếu mà nhiều công ty mở ra quá Cạnh tranh nhiều Thì cái giá nó sẽ tụt <laughs> Hoặc là tìm hợp đồng khó hay sao đó Chuyện của các công ty Với các bạn mình Mình chỉ nói là trong uh, Nó trọng tâm là Du học nghề Như bạn ấy đưa lên phía đầu tiên câu hỏi Thì là bạn ấy cũng đã biết rằng Mình thấy là bạn ấy cũng nhận định rằng Du học nghề là tốt nhất Bây giờ mình cũng xác nhận cho các bạn luôn Xác định luôn cho các bạn luôn du học nghề là tốt nhất, không chỉ ở Đức mà dường như ở Úc bây giờ người ta cũng sẽ mở ra chương trình này, còn ở Mỹ không có, ha, các bạn thấy là ở Mỹ không có đào tạo du học nghề, chỉ du học đại học thôi giống như Đức ngày xưa. Còn Đức từ 10 năm nay là Đức có đào tạo du học nghề cho người Việt Nam của mình. Thì con gái bạn nên đi theo du học nghề là tốt nhất. Rồi vấn đề thứ hai bạn hỏi là hay là xuất khẩu lao động Nhật thì mình quan điểm của mình là không 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 và không bao giờ các bạn mới tốt nghiệp phổ thông mà đi xuất khẩu lao động kể cả nhật hay hàn quốc hay đi đâu là không bao giờ đi xuất khẩu lao động mình đề nghị các bạn là tương lai các bạn là việc học tập không phải là việc làm việc kiếm tiền ngay bây giờ kể cả là bạn có khó khăn mấy bạn nói là bây giờ là con đi để kiếm tiền giúp đỡ cha mẹ không và không và không bởi vì với cái trải nghiệm của mình nếu chúng ta không học tập Thì tương lai chúng ta cũng chỉ làm cu ly thôi Lương chúng ta cũng sẽ rất thấp thôi Và nếu chúng ta qua Nhật Thì các bạn đã biết trong video trước mình nói rồi Môi trường bên đó là một môi trường khắc nghiệt Và là một môi trường là xếp là có quyền hạn Tối thượng Các bạn còn quá trẻ Mới hết lớp 12 Bạn qua bạn gặp những áp lực đó Bạn sẽ không chịu nổi và bạn sẽ hối hận tương lai về sau là tại sao mình không học. Khi các bạn tốt nghiệp phổ thông trung học, các bạn còn rất trẻ, năng lực các bạn học còn rất là tốt, rất là tốt, mình sẽ nói xác nhận các bạn, tuổi trẻ năng lực học rất là tốt. Sức lực còn rất là nhiều, chưa vướng bận gia đình, con cái, chưa vướng bận gì hết. Thì đừng vội đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền, mình sẽ nói các bạn, học mình nha, có nói trong các video rồi. Học tập chúng ta chỉ có một thời gian để học thôi, có một cái tuổi trẻ để học thôi. Nó qua là nó qua. Khi nó qua rồi chúng ta muốn quay lại học rất là khó, rất là khó dù người ta nói rằng học là lúc nào cũng học được, học mọi lúc mọi nơi. Nhưng mà đó là học về xã hội thì nhiều. Còn học về nghề nghiệp chúng ta có một thời gian thôi. Và thời gian vàng là các bạn vừa tốt nghiệp phổ thông trung học. Thời gian đó là thời gian vàng rất là đẹp. Các bạn hãy qua Đức học đi. Các bạn không nhất thiết phải học đại học. Mình nó không nhất thiết phải học đại học. Thời buổi bây giờ, các bạn thấy rằng cái người có cái nghề chuyên sâu, thu nhập không thua kém cái người học đại học các bạn, không thua gì hết. Bạn giỏi tay nghề là các công ty sẽ trả lương cao cho bạn, các công ty sẽ nhận bạn, không dám đuổi bạn luôn. <laughs> cái thời buổi bây giờ, rất thiếu có chân lực tài năng chuyên sâu, nhất là máy móc, kỹ thuật đều rất đòi hỏi sự chuyên sâu mà cái đó là những người thợ lành nghề mới được là đào tạo bài bản là được các công ty là ưu ái rất là nhiều, săn lùng rất là nhiều chứ không phải là những cử nhân. À, cử nhân thì phải thật là giỏi thì người ta mới săn lùng ha các bạn ha. Thì mình xin nói các bạn là nhắc lại không nên đi xuất khẩu lao động mà hãy học tập Học ở đâu cũng được, ở Việt Nam cũng được. Nhưng mà thời cơ, hiện tại là Đức đang mở cửa để dạy nghề cho chúng ta, dạy miễn phí. Còn cho, cho chúng ta lương nữa, để cha mẹ chúng ta yên tâm rằng chúng ta học dồn một sức, công sức để học sau 3 năm thôi. Thì chúng ta vừa được một cái nghề đào tạo tại Âu Châu, đẳng cấp của thế giới, ở một nước ở G7 và G20 là nước Đức. Cái bằng đó là có giá trị ở G20 và G7 ha. Có giá trị đó. Các bạn thấy nó giá trị lắm á. Rồi. Nước Đức cho các bạn định cư. Bạn thích ở Đức thì bạn ở. Không thích bạn về Việt Nam bạn làm. Nước Đức không có ép. Định cư rồi. Các bạn muốn học lên đại học. Nước Đức ok luôn. Các bạn cũng sẽ vừa học vừa làm. Ý như là qua học nghề. Bởi vì nước Đức có những trường đại học là vừa học vừa làm, bạn vừa học vừa có cái lương để trang trải cho việc học đại học của bạn tiếp tục ở trên nước Đức. Đó là những điều mình bảo đảm 100%, mình không nói ngoa, mình không nói sai, mình không nổ nha các bạn ha. Bạn hãy chú ý điều đó, hãy ráng qua Đức du học nghề đi, nếu mà điều kiện gia đình của bạn cho phép, năng lực học của bạn tiếng Đức có thể học được thì bạn hãy làm việc đó đi. Rồi, bạn học đại học ở Việt Nam là cái lựa chọn mình nói là lựa chọn khi bạn không có tiền để gọi là vài trăm triệu <laughs> để đầu tư ban đầu để bạn qua được Đức. Đó là bạn không có tiền. Thứ hai, bạn không có khả năng học tiếng Đức, thì bạn hãy học đại học ở Việt Nam. Bạn đừng bao giờ nghĩ tới xuất khẩu lao động Nhật hay ở đâu hết. Làm ơn các bạn bỏ cái chương trình đó ra khỏi cái chương trình tương lai của các bạn bỏ ngay lúc này. Xuất khẩu lao động Nhật hay là xuất khẩu lao động các nước khác chỉ dành cho chúng ta không học được. Chúng ta không có khả năng học. Chúng ta chẳng hạn hơn 30 tuổi. Đó, thì hãy đi những chương trình đó, còn bạn dưới 30 tuổi bạn học còn được thì làm ơn học đi, học ở Việt Nam cũng được. Bạn học ở Việt Nam, bạn có cái bằng của Việt Nam, nước Đức bây giờ ra một cái luật mới rồi bằng của bạn ở Việt Nam sẽ được nước Đức công nhận nếu bạn giỏi và bạn học được tiếng Đức và nước Đức cho bạn qua Đức làm nước Đức mở ra hai cái hướng một là bạn học trực tiếp tại Đức luôn hai bạn học ở Việt Nam sau đó bạn học tiếng Đức rồi qua Đức làm việc mình sẽ làm cái video về những cái điểm mà người ta sẽ chấm để cho bạn được phép visa qua Đức làm việc ha thì mình tại vì có nhiều bạn hoàn cảnh nếu bây giờ mình đi du học nghề ở đức xa quá cha mẹ mình đơn coi không có mình ở nhà đó có nhiều bạn có hoàn cảnh hoặc là mình không có tiền ban đầu thì hiện tại nước đức cũng đang có chương trình của ahk là dành cho các bạn đã có nghề là đầu bếp có nghề công nghệ thông tin có nghề cơ khí ba cái nghề đó bạn có cái bằng mình để lại cái đường link của ahk ở dưới nữa <laughs> mình đã làm video rồi nhiều bạn chắc là mới xem mình cho nên không biết ba cái nghề ba cái ngành đó mà bạn có cái nghề ở việt nam rồi được đào tạo rồi thì nước đức sẽ đào tạo chứng đức cho bạn tìm hợp đồng cho bạn gửi bạn qua đức đi làm lương ngang như người đức quyền lợi ngang như người đức y như một người đức không thua kém gì cả cho nên mình mới đề nghị các bạn là hãy bỏ cái chương trình xuất khẩu lao động nhật ra khỏi cái suy nghĩ của mình ra khỏi cái chương trình tương lai của mình nếu các bạn vừa tốt nghiệp phổ thông xong ha Trời ơi tâm huyết của mình nói đó. Mình nói là băng tâm huyết á. Bằng ngọn lửa trong trái tim mình đó các bạn. À... Rồi bây giờ là chọn ngành nghề gì? Thì mình để lại cái đường link của mình là nói chọn nghề gì nữa ha. Mình để lại một đường link của mình xuống dưới nữa. Chọn nghề gì thì mình xin nhắc lại là Dù gái hay trai Bên nước nước này có những nghề gái trai đều làm được hết. Bạn hãy chọn nghề gì mà thứ nhất là bạn thích. Thứ hai là năng lực học tập của bạn ở trong cái nghề đó là tốt nhất thì bạn hãy chọn nha à, thì hiện tại mình cũng nói là trong video trước mình nói là nước Đức vẫn hạn chế cấp visa cho những cái ngành nghề mà họ ưu tiên cho người Đức và người khối Âu Châu cho nên trong hiện tại thì lời khuyên của mình là bạn nếu bạn thích ngay cái nghề đó chẳng hạn bạn thích cái nghề điều dưỡng nghề điều dưỡng và nghề nhà hàng khách sạn là hai cái nghề bạn sẽ dễ nhận được visa để qua Đức học thì nghề điều dưỡng nó khó hơn nghề nhà hàng khách sạn dễ hơn thì các bạn hãy xem video các bạn đang chia sẻ về nghề điều dưỡng và nghề nhà hàng khách sạn nếu mình rảnh thì mình để những video đó ở đường link nữa để bạn đỡ mất thời gian mình không rảnh các bạn tự tìm trên mạng nhiều lắm giống như bạn hồ nam hải cũng học là nghề nhà hàng khách sạn đó ha thì bạn cứ qua học đi rồi bạn học xong như mình nói trong các video trước là học xong rồi bạn được định cư rồi lúc đó bạn mới nhìn thấy à mình thật sự mình không hợp với cái nghề nhà hàng khách sạn mình hợp với nghề khác cơ thì lúc đó bạn đăng ký học tiếp vì bạn đã được định cư tại đức rồi quyền của bạn sẽ được học tiếp cái nghề nào đó bạn thích đó và bạn làm giống như bạn hồ nam hải thì người ta hỏi bạn là học hay là làm thì bạn nói bây giờ nếu mà học phải mất thêm ba bốn năm nữa thì bạn 32 tuổi bạn sợ là cái tuổi của bạn sẽ làm bạn bị bị hạn chế nên bạn không học mà bạn làm đó mình nói là các bạn để để bạn thấy cái luật ở đức là khi bạn đã được định cư bạn muốn học lên nữa lên học lên đại học hay học những ngành nghề khác là quyền của bạn và nước đức luôn đồng ý chấp nhận cho bạn học tiếp luôn không bắt bạn phải đi làm liền ha. hoặc là bạn đi làm 2 năm như bạn hồ nam hải bạn được định cư rồi hay bạn được định cư rồi bạn muốn làm gì bạn làm muốn học thì học muốn làm thì làm đó là những điều mà bạn chưa biết ở nước Đức mà còn mình biết mình xin thưa cho các bạn trong video này làm ơn qua Đức học đi học cái gì mình thích học cái gì khả năng mình học tốt nhất thì học đi mà mình chỉ nói là hai cái ngành nghề mà được dễ được visa nhất là điều dưỡng và nhà hàng khách sạn thì hãy nếu mà bạn thích những nghề khác nữa chẳng hạn người ta ở Việt Nam đang nói là vật lý trị liệu nè à, chăm sóc sắc đẹp là cosmetic nè nhưng những ngành nghề đó chưa chắc bạn nhận được visa. Đó thì bạn hãy suy nghĩ. Tại vì như mình nói trong video trước là mình không nhắc lại, bạn mình có thể mình để lại đường link để bạn xem. Thì mình nói các bạn là hãy xem việc qua Đức học nghề là ưu tiên số 1. Và hãy học những gì mình thích và mình học được. Rồi sau đó nhìn những cơ hội ở Đức nó mở ra thì bạn sẽ thấy là mình sẽ làm gì lúc đó bạn cũng trưởng thành hơn rất là nhiều rồi ha. Còn bây giờ bạn chưa trưởng thành, bạn không xác định được thì học đại một cái nghề gì, chẳng hạn nhà khách sạn nó dễ học đại đi hoặc là nghề bán hàng. Cứ học đại đi đã, hãy xem đó là một cái cánh cửa nhỏ mở đầu cho mình đã để gì? Mình học cái đó nên là mình học gì? chẳng hạn học nghề bán hàng để mình học gì? Mình học được tiếng Đức, thứ nhất. Mình học được phong cách sống ở Đức, thứ hai mình học được cái cách làm việc của người Đức Thứ ba, mình học được những cái gì mà xã hội Đức cần Khi mình học xong, mình có cái bằng xong Mình sẽ nhìn Mình thấy à, nếu mình hợp với cái nghề bán hàng này Mình làm, không sao cả Đó là một cái nghề cho cái đời của mình Nếu mình không hợp Nước Đức, Đức nói ok Bạn thích học nghề khác, tôi cho bạn học Bạn thích học lên đại học, tôi cho bạn học Đó, lúc đó thì mới là cái xác định Chính chắn nhất của mình Còn cái việc học nghề bán hàng chẳng hạn tại vì nó dễ tại vì nó học ngắn nó hai năm hãy coi đó là một cái cầu để chúng ta sẽ bước qua một cái trang mới cho cuộc đời của mình nha các bạn mình hy vọng là cái chia sẻ tâm huyết này của mình, mình nó thật là mình nói hết lòng hết móc ruột móc ăn mình nói hết rồi đó sẽ giúp cho các bạn định hướng được bạn và cha mẹ các bạn sẽ định hướng được cho bạn là qua đức du học nghề và học nghề gì ha dễ nhất là nghề bán hàng Thứ hai, nhà khách sạn. Thứ ba, dễ được cấp visa nhất là nghề điều dưỡng nha các bạn. Chiếc tạm biệt các bạn. Nếu chúng ta còn những vấn đề gì còn lăn tăng, băn khoăn, thắc mắc thì cứ chia sẻ lên mình lại trao đổi tiếp. Tạm biệt các bạn và đừng rời khỏi màn hình chúng tôi sẽ quay lại ngay.